Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hoàng Trọng Thuật Và trong cái video này á, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tạo được cái tài khoản TikTok US để bắt đầu kiếm tiền ở trên TikTok thành công với thiết bị là iPhone các bạn nhé Thì trước khi bắt đầu tạo tài khoản TikTok ấy, chúng ta cần phải chuẩn bị một vài cái thông số Thì đầu tiên là thiết bị chúng ta cần phải chuẩn bị là iPhone và thiết bị điện thoại của chúng ta cần phải được thảo sim ra khỏi điện thoại các bạn nhé Sau đó chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một cái phần mềm uh, IP sang US đó là phần mềm VPN. Mình sử dụng trong video này là Nord VPN các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một cái Gmail hoặc là email của Outlook, Hotmail hoặc là Yahoo Mail để bắt đầu tạo tài khoản TikTok. Sau khi chúng ta chuẩn bị được ba cái thông số đó thì chúng ta sẽ tiến hành xóa cái ứng dụng TikTok ở trên thiết bị điện thoại của chúng ta trường hợp điện thoại chúng ta chưa từng cài tiktok bao giờ thì không sao cả nhưng mà nếu chúng ta đã login tiktok của một cái tài khoản ở việt nam hoặc ở nước ngoài vào đó rồi mà muốn tạo thêm một cái tài khoản khác thì chúng ta cần phải thoát cái tài khoản tiktok hiện tại ở trên điện thoại ra và gỡ cái ứng dụng đó ở trên điện thoại ra các bạn nhé rồi sau khi mà xong cái việc đấy chúng ta nhập vào setting ở phần setting ấy thì các bạn cần phải cuồn xuống và chọn vào general đây là phần cài đặt chúng các bạn nhé rồi, ở phần cài đặt chúng thì chúng ta cần phải thay đổi khu vực và múi giờ các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ cuốn xuống và nhập vào Language and Region. Ở phần Language and Region này thì chúng ta sẽ chọn vào English các bạn này. Ở đây chính là ngôn ngữ của điện thoại chúng ta sẽ nhập vào chọn là English. Rồi, ở phần Region thì chúng ta nhập vào đấy và chọn vào Hoa Kỳ các bạn nhé. Trường hợp chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta chọn lại là Hoa Kỳ. Rồi sau khi chúng ta đã chọn xong khu vực rồi chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta chọn vào day and time. Ở phần day and time này thì chúng ta sẽ tắt cái set automatic này đi và chúng ta sẽ search lại cái time zone. Ở đây chúng ta sẽ chọn là phone enix của Hoa Kỳ các bạn. Hoặc là chúng ta sẽ chọn vào load Angeles cũng được các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại. Sau khi chúng ta đã có 10 giờ, chúng ta đã có khu vực và chúng ta đã có ngôn ngữ tiếng Anh rồi ấy, chúng ta sẽ quay trở ra ok sau khi mà chúng ta đã cài được à, ngôn ngữ à, khu vực và mũi giờ rồi chúng ta sẽ truy cập vào mục là nóc vpn ở phần nóc vpn này thì chúng ta sẽ tiến hành fast ip sang hoa kỳ các bạn nhé chúng ta sẽ nhấn vào hoa kỳ chúng ta sẽ cuốn xuống và tìm vào hoa kỳ các bạn hoặc là chúng ta nhập vào united states này các bạn rồi ở phần united states ấy, thì chúng ta có thể cuốn xuống và chọn đúng tiểu bang mà chúng ta mong muốn các bạn nhé nó nằm ở đây các bạn rồi chúng ta sẽ cuốn lên chúng ta sẽ chọn là gì ạ à? chúng ta sẽ chọn là phonic rồi các màu xanh hiện lên là như vậy là chúng ta đã kết nối được với cái ip ở phonic bây giờ chúng ta sẽ vào cái trình, à, chrome mà chúng ta tìm cái ip chúng ta xem đã đúng chưa các bạn nhé ở đây mình sẽ tìm là check ip rồi chúng ta sẽ nhấp vào check IP org hoặc là check my IP address nhé. Cuộn lên. Thì chúng ta thấy được là hiện tại IP chúng ta đang ở Phoenix, Arizona rồi các bạn. Như vậy là ok. Tiếp theo chúng ta sẽ truy cập vào App Store. Chúng ta sẽ nhập TikTok. Và tiến hành tải TikTok về. Sau khi chúng ta đã tải TikTok về rồi, chúng ta sẽ nhấn vào Open. Rồi ở đây thì Tiktok yêu cầu chúng ta login vào. Chúng ta sẽ nhấn vào sign up ở bên dưới các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào user phone or email. Ở đây chúng ta sẽ thiết lập ngay sinh của chúng ta các bạn nhé. Các bạn lưu ý khi mà thiết lập ngay sinh chúng ta cần phải cài đặt ngay sinh là là trên 18 tuổi để nó đủ điều kiện à, để bật kiếm tiền cho chúng ta. Rồi ở đây chúng ta thấy được là US1. cộng Như vậy là chúng ta đã có thể à, truy cập vào cái vùng của Tiktok. US được rồi các bạn. Ở đây chúng ta nhận vào email. Mình sẽ nhập email của mình vào. Sau đó các bạn nhấn vào net. Ở đây chúng ta sẽ thiết lập mật khẩu các bạn nhé. Chúng ta nhấn vào net. Ở đây chúng ta sẽ cài cái nickname vào. Nếu trường hợp chúng ta không muốn cài nickname chúng ta có thể bỏ qua skip các bạn nhé. Ở đây mình sẽ nhấn vào skip. Chúng ta sẽ nhấn vào là đó là chọn các cái sở thích chúng ta mong muốn được TikTok đề xuất. Nhấn vào Next. Rồi chúng ta sẽ vuốt lên. Nhấn vào Start Watching. Rồi chúng ta sẽ vuốt các bạn. Này vuốt này. Đấy, thì chúng ta đã vừa tạo xong tài khoản TikTok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem tài khoản của chúng ta đã có nằm trong cái chương trình là TikTok Beta hay chưa. Chúng ta sẽ nhấn vào Profile và chọn vào ba gạch ở trên góc trên bên tay phải và nhấn vào Creator Center. Ngồi ở đây chúng ta sẽ xem à, chúng ta sẽ xem được là thấy được là ở đây là monetization này chính là cái việc kiếm tiền ở trên TikTok các bạn. Thấy là TikTok Shop Seller, TikTok Shop Creator, Creativity Program Beta. Ở đây chính là cái mục mà chúng ta đã đủ điều kiện rồi các bạn. À, chúng ta có thể nhấp vào Promote để xem thử xem là nó đã hiển thị cái đơn vị tiền tệ là đô la hay chưa. Các bạn để thấy là ở mouse span nó là đô la rồi. Như vậy là nó đã uh, được red đúng với TikTok Hoa Kỳ đó các bạn nhé. Ok. Thì mình hy vọng rằng cái video này nó dễ hiểu với các bạn và các bạn có thể bám sát và làm theo. Nếu như các bạn muốn tạo cái tài khoản TikTok số lượng nhiều ở trên các trình giả lập thì các bạn có thể xem video ở cuối cái phần video này. Mình đã để một cái video để các bạn xem và follow làm theo các bạn nhé. Ok. Chúc các bạn thành công với TikTok Hoa Kỳ.